Xin chào các bạn và quý phụ huynh. Thì để đăng ký VSSID, hôm nay chúng ta sẽ cùng đi thực hiện. Đầu tiên đó là mọi người cập nhật vào trong phần mềm. Chúng ta nhấn chữ đăng ký tài khoản. Ngay vị trí có cái kính lúp, chúng ta sẽ nhấn vô kính lúp. Để tìm kiếm thông tin của mình, chúng ta sẽ chọn tỉnh. Ví dụ đây là tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, chúng ta sẽ chọn ở tỉnh nào chúng ta sẽ chọn tỉnh đó. Gõ họ và tên của mình. Mọi người nhớ gõ tên có dấu thật là chính xác nha. Ở dưới có chữ lựa chọn, chúng ta nhấn vô ngày sinh. Thì chúng ta sẽ gõ ngày tháng năm sinh của mình. Mọi người sẽ gõ là ngày gạch tháng gạch rồi năm. Sau đó nhấn vô tìm kiếm. Thì nó sẽ xuất ra phía dưới đây cái thông tin, chúng ta sẽ nhấn vô hình con mắt nè. Và chúng ta sẽ xem coi thông tin trên đây đã đúng chưa, nếu đúng rồi thì chúng ta nhấn phím chọn. Sau đó chúng ta sẽ khai báo những cái thông tin cần thiết ở trong đây. Căn cước nè, rồi địa chỉ, số nhà. Và đặc biệt là cái số điện thoại. Thì cái số điện thoại này là cái số điện thoại chính chủ nha mọi người. Tại vì khi mà chúng ta đăng ký cái số điện thoại này, về sau là bảo hiểm sẽ gửi tất cả những cái rồi nói chung là cái liên lạc với mình á, là qua cái số điện thoại này. Nhấn chữ tiếp tục. Vào đây chúng ta đăng ký tài khoản. Bằng cách đó là chúng ta sẽ nhấn vô từng cái hình, từng cái giống như máy chụp hình này nè. Đầu tiên là ảnh cá nhân của mình, sau đó là ảnh căn cước mặt trước và mặt sau. Mình sẽ chọn cơ quan bảo hiểm xã hội tiếp nhận nè. Rồi sau đó là chúng ta sẽ chờ, và trên hệ thống sẽ gửi về cho mình một cái mật khẩu kèm với lại cái mã số của bảo hiểm. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhập vô. Sau khi mà được cấp về cái mã số, cấp về cái mật khẩu, thì chúng ta sẽ nhập 10 cái số cuối cùng của bảo hiểm á. Rồi chúng ta nhập mật khẩu được cấp đó. Sau đó chúng ta nhấn vô chữ đăng nhập. Nên mọi người nhấn xong thì chúng ta nhấn đăng nhập. Sau khi nhập xong mình sẽ vào được trong hệ thống. Và bây giờ mọi người nhìn thấy chữ dịch vụ công ở phía dưới nè. Chúng ta sẽ nhấn chọn vô chữ dịch vụ công để chúng ta đăng ký cho con của mình. Thì khi nhấn vô, chúng ta sẽ để ý ở phía dưới nó có cái chữ đăng ký tài khoản cho con. Mọi người sẽ nhấn vô chữ đăng ký tài khoản cho con. Và vào đây chúng ta cũng nhấn vào trong cái kính lúp này để chúng ta tìm cho nhanh. Rồi khi vào trong đây chúng ta cũng chọn tỉnh. Gõ họ và tên của con. Mọi người gõ dấu và gõ đầy đủ họ tên nha. Và ở dưới chúng ta sẽ gõ ngày tháng năm sinh. Và nhấn vô tìm kiếm. Rồi khi tìm kiếm xong thì chúng ta đã thấy đó là cái thông tin mã bảo hiểm của mình nằm dưới đây. Mọi người sẽ nhấn vô hình con mắt ở phía dưới để chúng ta xem coi là những thông tin trong đó đúng chưa. Nếu đúng rồi thì chúng ta nhấn chữ chọn. Và nhấn chữ tiếp tục để thực hiện thao tác. Ảnh chân dung 46 là chúng ta sẽ nhấn vô để chúng ta chọn cái hình của con. Chúng ta chỉnh nè, dùng hai ngón tay chúng ta
kéo lên, kéo xuống hoặc là chúng ta giãn ra cho nó vừa. Còn ở phía dưới thì chúng ta sẽ nhấn và chọn trái cây xinh. Chúng ta cũng có thể chụp trực tiếp nha, hoặc là chúng ta chụp sẵn rồi chúng ta chỉ việc chọn vô thôi. Cũng là canh chỉnh nè. Sau khi canh chỉnh xong thì chúng ta nhấn chọn và nhấn tiếp tục. Thì bây giờ sẽ tự động hiện lên cái cơ quan bảo hiểm xã hội. Sau đó chúng ta sẽ nhấn vô chữ gửi. Chúng ta đọc cam kết. Nếu đồng ý thì chúng ta nhấn chữ đồng ý. Hệ thống sẽ gửi cho mình một cái mã OTP. Chúng ta sẽ nhập cái mã đó vô đây. Rồi nhấn chữ xác nhận. Sau đó chúng ta muốn lại xem lại cái thông tin tờ khai đó thì chúng ta sẽ nhấn vô chữ xem tờ khai ha. Còn không thì chúng ta sẽ đóng lại. Tin nhắn đã được gửi về trên điện thoại. Bây giờ chúng ta sẽ nhập cái mã đó và cái mật khẩu vào trong đây. Và chúng ta nhập mật khẩu của hệ thống gửi cho mình để nhập vào trong đây. Rồi sau đó chúng ta sẽ nhấn vô chữ đăng nhập. Rồi như vậy là của con đã đăng ký xong. Bây giờ chúng ta muốn đổi mật khẩu thì mọi người sẽ nhấn vô ba cái dấu gạch ngang nằm phía trên góc nè. Sau khi nhấn vô chúng ta sẽ thấy ở dưới đó là có chữ đổi mật khẩu. Mình sẽ nhấn vô chữ đổi mật khẩu. Thì chúng ta sẽ nhập lại cái mật khẩu cũ là hệ thống đã gửi cho mình. Và cái họ mật khẩu mới là cái mật khẩu mà mình sẽ đăng nhập để sau này là mình nhớ. Và nó mang tính bảo mật riêng của mỗi người. Nhấn hoàn tất. Rồi như vậy là khi mà mình đổi mật khẩu thì trên hệ thống cũng gửi về một cái mã cho mình để xác nhận nè, để mình có thay đổi. Chúng ta sẽ nhập cái mã đó vô đây. Và nhấn xác nhận. Đổi mật khẩu thành công. Thì như vậy là chúng ta đã đổi mật thành công. Bây giờ mình sẽ nhấn cái mã số bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội ở trên. Và ở dưới chúng ta nhấn cái mật khẩu mới của mình vào đây. Rồi chúng ta nhấn đăng nhập vào hệ thống. Như vậy là xong.